Báo với các bạn trên hình bạn thể thấy thì chiếc của điện thoại OnePlus 11 đang chờ thay mới sửa chữa tại Di động Cao cấp .vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cứng phần mềm trên OnePlus 11 lỗi hỏng, cầm địa chỉ thay mới sửa chữa, quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên từ Di động Cao cấp .vn. Chúng tôi có sẵn tất cả các link phụ kiện của quá trình sửa OnePlus 11 như màn hình, camera, máy ảnh, loa, mic, rung, chuông, chân sạc, vỏ máy, pin đều có sẵn tại Di động Cao cấp .vn, quá trình thay thế sửa chữa bị các bạn khi cần. Những khách hàng ở xa cần mua các linh kiện sửa OnePlus 11, quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên từ Di động Cao cấp .vn, chúng tôi sẽ ship đến tận địa chỉ bị các bạn yêu cầu, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video từ Di động Cao cấp .vn.